Tin nóng sẽ được tiếp tục với câu chuyện đau lòng vừa mới xảy ra ở Đồng Nai. Vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, một người đàn ông đã gạn hỏi, sau đó tức giận đi vào bếp lấy dao chém đứt lìa hai cánh tay của chị vợ này một cách dã man. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Thái Xuân Bình, 34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 13 tháng 9, do nghi ngờ vợ là chị NTT, 27 tuổi, có quan hệ tình cảm với người khác, nên Thái Xuân Bình gặng hỏi chị T, thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác. Sau khi nghe vợ thừa nhận, Bình tức giận đi vào nhà bếp lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Lúc này, chị T đưa hai cánh tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa. Sau khi gây án, Bình băng bó cho vợ và gọi điện cho người nhà đến đưa chị T đi bệnh viện cấp cứu, rồi đến công an xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đầu thú. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, chị T đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu và xử lý vết thương nơi hai cánh tay bị chém lìa. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao cán gỗ dài khoảng 10 cm, phần lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30 cm. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng với hành vi mang tính chất bạo lực, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng người khác, nên công an huyện Long Thành đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra xác minh để xử lý nghiêm về hành vi được xem rất tàn nhẫn này.